Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi đã chia sẻ giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cuốn sách Tự lập và giải lá số tử vi. Đây là một cuốn sách nó cho ta rất nhiều các kiến thức và những kiến thức cơ bản trong cái trường phái như vậy là lập và giải lá số tử vi. Trong cuốn này nó lại còn cho ta thêm những các cái kiến thức như sau. Ví dụ cái cách xem giờ để biết là ta sẽ sinh đúng cái giờ đó hay sai, để ta lập lá số tử vi ta xem bằng khoáy ở trên đầu để xác định giờ sinh. Ở đây cho ta sách cho ta một cái kiến thức để xác định giờ sinh nó chính xác, tức là nếu như sinh vào giờ Tý Ngọ Mão Dậu thì đứa trẻ sẽ ra ngửa, đầu có một khoáy lệch sang bên trái, dáng người xương xương tầm thước, tính trực dễ nuôi. Đó là những người sinh vào giờ Tý Ngọ Mão Dậu thì nó ra ngửa, tức là khi mà nó chui trong bụng mẹ ra thì nó chui ngửa ngửa mặt lên trời. Còn những người mà sinh giờ Dần Thân Tị Hợi thì nó ra nghiêng, có thể nó nghiêng bên trái hoặc nó nghiêng bên phải. Thế thì người này cũng có một khoáy, nhưng một khoáy nó lại ở bên phải, thì dáng người nó thanh cao trắng trẻo, hay nói, tức là có tính hay nói và cũng dễ nuôi, nhưng có một chút gọi là xảo quyệt, tức là đó là những người sinh giờ Dần Thân Tị Hợi thì ra nghiêng, cũng một khoáy nhưng lệch về bên phải. Đấy, đó là những kiến thức của người xưa ghi lại để cho ta xác định cái giờ sinh về âm lịch cho nó chính xác. Tiếp đến là những người sinh giờ Thìn Tuất Sửu Mùi, người ta gọi là sinh giờ tứ mộ, thì nó ra sấp, tức là nó chui trong bụng mẹ nó ra thì nó úp mặt xuống đất, và nó có hai khoáy. Người thường béo và đen, mắt sáng và gan góc, nhưng những người này thường hơi khó nuôi. Đó là kinh nghiệm của người xưa và người ta đúc kết lại qua rất nhiều nghìn năm, mà đó là những cái điều mà người ta đã đúc kết và nó chính xác. Nhưng còn có những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như là nó ba khoáy chẳng hạn, thì có thể là nó là những cái trường hợp đặc biệt người ta không đưa vào đây. Nhưng mà thường thường là có những người là một xoáy và hai xoáy thì thường là nó ít khi nó ở giữa đỉnh đầu, mà nó có thể là hơi lệch sang bên trái hoặc hơi lệch sang bên phải, thì đó là căn cứ vào giờ sinh, đó là những người sinh tự nhiên. Chứ còn nếu như sinh mổ thì khi mổ nó ra rồi cũng cứ xác định theo cái khoáy đấy để xác định giờ sinh cho một đứa trẻ. Có thể là mổ một giờ khác nhưng mà xem tử vi thì lại phải xem cho nó một giờ khác để cho nó đúng với giờ tử vi, gọi là giờ sinh. Người ta căn cứ vào cái khoáy ở trên đầu để người ta xác định giờ sinh để lấy số tử vi, nó là như thế. Vậy tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách lập và giải lá số tử vi này để cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo. Cái cuốn này dành cho các cô chú anh chị và các bạn đam mê về cái bộ môn tự lập và giải lá số tử vi. Đây, người ta dạy cho ta rất là chi tiết, từ một người không có kiến thức về bộ môn này, nhưng nếu như đọc nghiên cứu cuốn này thì nó sẽ cho ta rất nhiều kiến thức về cái bộ môn lập và giải lá số tử vi, tức là cách an sao. Tôi giới thiệu sơ qua về cái nội dung cuốn sách này để cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo. Ai có nhu cầu
Sử dụng cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Cô chú anh chị và các bạn xem kênh cho tôi xin một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.